Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Ngày hôm nay chị sẽ mở bộ đồ chơi mới nha. Đây là bộ đồ chơi cát động lực làm kem. Khám phá ở bên trong nè. Wow, có rất là nhiều dụng cụ trong bộ đồ chơi này. Đầu tiên là chúng ta có hai bịch cát động lực, một bịch màu hồng và một bịch màu xanh. Mỗi bịch rất là nặng ha. Kèm theo đó rất là nhiều dụng cụ như là những cái ly đựng kem nè, rồi kem ốc quế nè, những cái khuôn để chúng ta sẽ làm hình dạng kem, có thêm cây cào, muôi múc và có một con lăn màu đỏ nữa đó. Giờ chúng ta hãy bắt đầu chơi nhé. Đầu tiên, chị Chim Xinh sẽ đổ bịch cát màu hồng ra khay. Cái khay nhựa này là cũng có trong bộ đồ chơi ha. Wow, cát rất là mịn đẹp nè. Kèm thấy đó, cát động lực màu hồng. Đó, bạn nào từng chơi cát động lực rồi thì chắc chắn sẽ rất là rành nè. Cát không hề bị dính tay mà nó sẽ chuyển động. Khi các em bỏ lên tay nó sẽ chuyển động y như là dạng như là một slime vậy đó. Và nó không hề dính tay ha. Nhìn nó rất là hay, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì chị sẽ đổ bịch cát động lực màu xanh. Màu xanh da trời. Đây là bộ đồ chơi cát động lực nhỏ thôi cho nên nó chỉ có hai màu. Nếu như bạn nào mua bộ lớn hơn á, thì nó sẽ có nhiều màu hơn. Wow, từng hạt cát nó cứ trôi xuống kẽ tay. Trông rất là hay ha. Ok, và bây giờ chị sẽ bắt đầu làm kem nè. Đầu tiên thì chị chọn cái ly màu tím. Chị dùng cái muôi múc. Chị cho vào đây một ít cát động lực màu xanh để làm cái phần đế dưới ly kem cho nó chắc ha. Rồi tiếp theo đây chị sẽ tạo hình kem. Chị chọn cái khuôn hình chóp dạng như là ốc quế vậy đó. Rồi chị sẽ cho cát động lực màu hồng vào. Và sau đó chúng ta sẽ dùng tay ấn thật chặt ha. Ấn thật chặt để cho cái động lực nó sẽ nén theo khuôn tạo thành một cái hình. Giờ chị sẽ úp cái khuôn này lên trên ly kem. Sau đó nhấc ra. Tên! Vậy là chị Chim Xinh đã có một ly kem rất là ngon lành. Đây có lẽ là kem dâu đúng không các em? Xong rồi, chị sẽ để qua một bên và chị sẽ tiếp tục làm thêm một ly kem khác nữa nha. Vì chúng ta còn khuôn và còn rất là nhiều những cát động lực khác nhau. Đây là cây cào nè. Mỗi lần mà các em chơi thì các em dùng cây cào cào ra cho cái hạt cát nó được tơi xốp. Ly kem tiếp theo mà chị Chim Xinh chọn là kem màu xanh da trời ha. Và lần này chị sẽ sử dụng cát màu hồng để làm phần đế. Thêm một chút màu xanh. Chị mặc định màu hồng sẽ là kem dâu, màu xanh là kem bạc hà nha. Rồi tiếp theo đây thì chị sẽ làm một viên kem. Chị sử dụng luôn kem muỗng. Đó, tạo hình kem viên tròn ha. Chúng ta sẽ làm một viên kem có hai màu. Đầu tiên là màu hồng nè. Rồi tiếp theo sẽ là màu xanh da trời. Để chị cho cái viên màu hồng lên trước đã ha. Sau khi mà cho màu hồng lên thì chị sẽ tạo viên màu xanh. Các em nhớ nhé, chúng ta ấn thật chặt thì khi mà các em đổ ra khỏi khuôn á thì cái cát động lực nó mới không vỡ ra nhé. Wow, vậy là chúng ta đã có một ly kem với hai vị, đó chính là vị bạc hà và vị dâu. Trông rất là ngon đúng không phải không nè.
Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ lại làm thêm một ly kem khác nhé. Và trước khi làm kem thì chị cũng sẽ dùng cái cây cào để cào cát ra cho nó tơi. Ly kem lần này thì chị Chim Sinh sẽ sử dụng cái bát dạng dài đó. Bạn nào mà hay đi ăn kem ở ngoài tiệm thì chắc hẳn là rất quen thuộc với những cái dụng cụ này rồi ha. Chị sẽ cho cả hai loại màu xanh và màu hồng vào luôn. Chị trộn đều lên luôn nè. Em thấy sau khi trộn đều chúng ta sẽ có một cái màu nó hơi tím tím. Nhìn nó rất là lạ ha. Lần này thì chị sẽ kết hợp, vẫn là kết hợp giữa màu xanh và màu hồng nhé các em. Chị sẽ làm một nửa khuôn bên này màu xanh, một nửa khuôn bên này màu hồng để tạo ra một viên kem hai màu. À, bạn nhỏ nào muốn mua bộ đồ chơi cát động lực làm kem giống như của chị Chim Sinh, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nha. Rồi đặt lên nè. Wow, viên kem hai màu siêu đẹp. Nãy giờ là chị thích viên kem hai màu này nhất luôn đó. Còn các em thì sao? Giữa các loại kem nãy giờ chị Chim Sinh làm, các em thích loại nào nhất thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này cho chị Chim Sinh biết với nha. Có rất là nhiều những kiểu kem khác nhau mà các em có thể sáng tạo ra. Ở đây thì chị Chim Sinh sẽ chỉ chơi cơ bản một vài loại thôi ha. Chị biết rằng các bạn nhỏ của chị có sức sáng tạo rất là lớn nè, cho nên các em có thể tạo ra được rất là nhiều những hình thù hay là những loại kem khác nhau. Và khi làm xong thì các em hãy chia sẻ cho chị Chim Sinh biết với nha. Thêm một viên kem hai màu trong ly kem của chúng ta lúc này đã rất là ngon rồi đó. Để ở đây. Và chị sẽ làm thêm một ly kem cuối cùng nha. Đây là kem ốc quế. Các em hay đi siêu thị nè, hoặc là ra các cửa hàng, hoặc là mua của các người bán kem ở trên đường thì cũng rất là hay gặp cái kem ốc quế này. Phần dưới sẽ là phần bánh ốc quế nhỏ. Đó, cái ốc quế của chúng ta màu tím ha. Rồi sau đó sẽ có kem ở trên. Thông thường thì lớp ốc quế này làm bánh. Ăn kem thì chúng ta sẽ ăn được luôn cả phần này luôn đó. Chị Chim Sinh đang trộn hai màu lại với nhau. Màu xanh và màu hồng nó sẽ tạo ra một màu tím tím, khá là đẹp mắt luôn. Công đoạn trộn này cũng rất là mất thời gian nè. Nhớ nha các em, khi mà cho cát vào khuôn thì nhớ phải dùng tay để ấn chặt nhé. Như vậy thì viên kem nó mới có thể tạo hình được lúc mà các em bỏ ra khỏi khuôn. Nếu mà không nén chặt thì khi chúng ta bỏ ra khỏi khuôn nó rất là dễ vỡ. Ok, giờ bỏ lên cây kem nè. Ta-da! Wow, lần này chúng ta được một cây kem ốc quế có rất là nhiều màu. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, vậy là chị Chim Sinh đã vừa mở hộp đồ chơi bộ cát động lực làm kem cho các em coi và chị đã chơi thử luôn nè. Các bạn nhỏ thích video này thì hãy like ủng hộ cho chị Chim Sinh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong lần sau.